Xin chào các bạn học sinh lớp 8. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu ở tiết thứ 2 của bài 28, tìm hiểu về cấu tạo và chức năng của hệ vận động như các em. Chúng ta tìm hiểu sang phần 2 la mã là sự phối hợp hoạt động của cơ, xương và khớp. Quan sát hình 19.7A trang 96 và dựa vào nguyên tắc đòn bẩy cho biết cơ, xương, khớp phối hợp với nhau như thế nào khi mà ta nâng một quả tạ. Bây giờ cô lật sách lại nha. Rồi, đây là sự phối hợp hoạt động của cơ, xương và khớp khi mà cánh tay của con người chúng ta nâng một cái quả tạ như thế này. Thì khi mà chúng ta bắt đầu nâng một quả tạ thì ở đây chúng ta sẽ thấy này, có sự phối hợp của gì? Thứ nhất đó là xương cánh tay. Thứ hai đó là xương cẳng tay. Xương cẳng tay thì gồm hai loại xương, đó là xương trụ và xương quay. Cơ ở đây đó chính là cái cơ nhị đầu cánh tay và cái cơ tam đầu cánh tay, hai cái cơ này. Khớp thì ở đây chúng ta có khớp khuỷu đây, và khớp khuỷu này đóng cái vai trò giống như là một cái điểm tựa. Còn cái xương cánh tay mà kết nối với xương trụ, xương quay ở cẳng tay thông qua khớp tạo thành cái cấu trúc có cái dạng giống như là đòn bẩy đấy các em, mà điểm tựa chính là cái phần khớp khuỷu. Như vậy thì khi chúng ta thực hiện cái hoạt động mà các em, thì cái cơ nhị đầu này, cơ hai đầu này nó sẽ co. Nó co làm cho cái phần bắp cơ nó phình to ra và nó kéo cái cơ này ngắn lại. Và cái cơ này thì chúng ta biết là nó sẽ có cái phần gân là bám vào xương, ở đây chính là cái xương quay. Thì khi cơ này nó co thì làm cho kéo theo cái xương quay này, nó cử động, nó nâng lên, đúng không? Nó hướng lên trên. Và cái chiều của nó sẽ ngược với cái chiều trọng lực của cái quả tạ ở phần bàn tay. Thì nó sẽ cái phần này xuống, còn phần này kéo lên. Và chúng ta có một cái điểm tựa ở đây giúp cho xương quay được nâng lên, đó chính là cái khớp khuỷu. Đấy. Đồng thời một điểm nữa đó là gì các em? Đó là cái cơ tam đầu ở cánh tay này nó giãn ra các em. Nó giãn ra để nó làm gì? Để nó... cái phần này nó sẽ có thể nâng lên. Còn nếu cái trường hợp mà cái cơ tam đầu này mà nó cũng kéo các em, nó cũng co lại, thì trường hợp đó là chúng ta bị trục rút, là chúng ta bị đơ luôn, hai bên đều kéo, thì cái này nó sẽ giữ ở vị trí giữa, không nâng lên được hoặc là không xuống được. Đấy. Như vậy là khi thực hiện thì cái cơ nhị đầu cánh tay co tạo ra một cái lực hướng lên trên ngược với cái chiều trọng lực của quả tạ, mà điểm tựa ở đây cho chính là cái khớp khuỷu, thì sẽ kéo cái xương quay này nâng lên so với xương trụ. Đấy, đồng thời cái cơ tam đầu giãn giúp cái cố định cái khớp khuỷu, từ đó mà cái cánh tay chúng ta nâng được cái quả tạ lên. Như vậy dựa vào cái nguyên tắc đòn bẩy, bây giờ chúng ta sẽ xác định cái điểm tựa nè, cái lực và trọng lực khi mà cơ thể chúng ta ngửa đầu hoặc là kiểng chân. Đây các em, như vậy là khi mà chúng ta hơi ngửa đầu ra phía sau, thì đầu tiên là cái điểm tựa ở đây đó chính là cái đốt sống trên cùng của cột sống. Đốt sống cổ trên cùng là nơi tiếp giáp với cái phần xương sọ, là cái điểm tựa. Đó là cái khớp. Cái khớp đây là khớp bán động, khớp động giữa cái đốt cái xương ở đây, đó là cái đầu xương, đó là cái đốt sống trên cùng với cái phần gì? Phần hộp sọ. Cái lực ở đây đó là lực được sinh ra là từ cái hệ thống cơ ở phần sau gáy chúng ta các em. Cái phần cơ này nó vừa bám vào cái xương hộp sọ mà vừa bám vào cái phần gì? Phần xương đốt sống ở phần cổ. Thì trọng lực ở đây chính là cái phần đầu của cơ thể của chúng ta, đúng không? Tiếp theo là khi chúng ta kiểng chân là chúng ta đứng nhón gót lên các em. Thì cái điểm tựa ở đây đó là các cái khớp ở bàn chân và khớp ở đốt của bàn chân, các cái đốt ngón chân các em. Thì cái lực ở đây là lực được sinh ra, lực được cơ sinh đôi cẳng chân và cơ dép đặt ở trên xương gót thông qua cái gân achill. Như vậy thì chúng ta lưu ý là cái cơ đây là cái cơ cẳng chân, là cái phần nằm ở phần bắp chân của chúng ta đấy. Còn cơ dép là cái cơ nằm ở dưới cái bàn chân của chúng ta các em. Và cái phần gót thông qua cái gân nữa, có cái phần gân ở đó, cái gân mà nối giữa cái khớp cổ chân các em. Trọng lực ở đây đó chính là toàn bộ cơ thể của chúng ta.
Rồi chúng ta chuyển sang cái nội dung tiếp theo các em, rất là quan trọng ứng dụng trong đời sống hàng ngày của chúng ta đây, đó là bảo vệ hệ vận động. Chúng ta tìm hiểu cái nội dung đầu tiên, đó là vai trò của thể dục thể thao với sức khỏe và hệ vận động. Đấy, bây giờ quan sát hình 28.6 và cho biết tập thể dục thể thao có ý nghĩa như thế nào đối với sức khỏe và hệ vận động, và chúng ta có thể giải thích. Như vậy ví dụ như khi bạn này tập luyện thể dục thể thao đi, thì khi mà chúng ta luyện tập, ví dụ chúng ta chạy, chúng ta nhảy, thì đương nhiên là tim nó sẽ hoạt động mạnh hơn các em, đúng không? Tim nó đập nhanh hơn. Mà khi tim nó đập nhanh thì máu nó chảy nhanh hơn, cho nên cơ tim khỏe hơn và thành mạch nó cũng khỏe hơn. Đấy. Rồi khi chúng ta chạy thì sẽ hệ tuần hoàn nó tăng lên, thì sẽ đẩy máu lưu thông lên não nhiều hơn, làm tăng cái lượng oxy não lên, giúp cho não chúng ta tỉnh táo, hoạt động một cách tốt hơn. Rồi khi chúng ta luyện tập, trong quá trình chúng ta luyện tập thể dục thể thao thì chúng ta sẽ hô hấp mạnh hơn, làm tăng cái việc khuếch tán khí oxy vào trong máu nhiều hơn. Đấy, làm tăng cường hoạt động của hệ hô hấp. Và khi chúng ta chạy, tức là chúng ta sẽ đốt cháy cái phần mỡ thừa này để cung cấp năng lượng cho cơ thể, cho nên chúng ta sẽ duy trì được một cái mức cân nặng rất là hợp lý. Rồi khi mà chúng ta chạy thì cái màng hoạt dịch tiết cái chất nhờn đầy đủ, dây chằng thì vững chắc dẻo dai hơn, cho nên khớp chúng ta hoạt động một cách là tốt hơn. Ngoài ra chúng ta còn kích thích các tế bào tạo ra xương sụn ở đầu xương, nên tăng cái khối lượng và kích thước của xương. Kích thích tạo tế bào cơ, tăng hấp thu gluco và sử dụng oxy, tăng lưu lượng máu, cho nên là làm cho cơ nó dẻo dai hơn, bền hơn, và đặc biệt là tăng khối lượng cơ. Mỡ thì giảm nhưng mà cơ thì tăng. Đấy, mang lại một cái ý nghĩa rất là tốt. Cho nên là tập luyện thể dục thể thao vừa sức, nhớ là vừa sức nè, thì đều và một cách đều đặn thì sẽ giúp nâng cao sức khỏe nói chung cũng như là sức khỏe của hệ vận động nói riêng. Có nghĩa là khi chúng ta vận động thì không chỉ là nâng cao sức khỏe, sức bền, sức dẻo dai của hệ vận động, mà cả những cái hệ khác ở trong cơ thể cũng sẽ được rèn luyện thêm. Tuy nhiên thì chúng ta còn phải lưu ý này, đối với cái việc mà chúng ta không phải là một vận động viên, chúng ta là một người bình thường, thì cái mức độ và thời gian luyện tập chúng ta là sẽ ít, sau đó tăng dần lên, và tốt nhất thì mỗi ngày chúng ta chơi thể thao hoặc là luyện tập vừa sức tầm 1 đến 2 tiếng là vừa, đảm bảo cho cơ thể chúng ta thích ứng với những cái môn, ví dụ mùa hè thì có thể là chọn cái môn bơi lội, mùa đông thì chọn cái môn là chạy chẳng hạn, mùa thu thì chọn cái môn xe đạp. Trước khi mà tập những cái môn ví dụ như chạy hoặc là bơi lội thì chúng ta còn phải khởi động thật là kỹ, bởi vì chúng ta có thể là khởi động kỹ làm cơ thể nóng lên thích ứng, còn không chúng ta dễ bị trục rút chẳng hạn, hoặc là thở gấp. Để mà phòng tránh được cái tình trạng là chúng ta còn bị chấn thương nữa. Rồi cái trang phục mà khi chúng ta tham gia thể dục thì nó phải phù hợp, chất liệu thì nó phải co giãn thoáng mát để phù hợp cho cái sự vận động của chúng ta. Và đặc biệt là trong quá trình mà tập chúng ta nên bổ sung gì? Nước một cách hợp lý. Bây giờ chúng ta có thể lập kế hoạch luyện tập một cái môn thể dục thể thao cho bản thân nhằm nâng cao thể lực, và có thể hình cân đối thì cô thầy gợi ý cho các em, ví dụ như là môn xe đạp này. Về thời gian thì xe đạp thì thứ nhất là chúng ta chỉ còn một chiếc xe đạp thôi, và trang phục thì thoải mái, và đặc biệt là không có cần khởi động nhiều, chỉ khởi động tầm 5 phút là chúng ta đã tham gia lên đạp được rồi, nó rất là nhẹ nhàng. Như vậy thì chúng ta nên đạp là ví dụ thứ hai thì chúng ta đạp 30 phút vào buổi sáng, thứ ba thì đạp 30 phút vào buổi sáng, có nghĩa là từ thứ hai cho đến thứ sáu thì chúng ta đạp tầm 30 phút buổi sáng thôi, thứ bảy chủ nhật thì chúng ngày nghỉ thì chúng ta nên đạp cả sáng và cả buổi chiều, ví dụ như là 30 phút buổi sáng, 10 phút buổi chiều, hoặc là 30 phút buổi sáng, 30 phút buổi chiều. Hoặc là chúng ta cũng có thể là đối với các bạn học sinh đó, chúng ta ở đây nếu mà có điều kiện thì chúng ta nên tham gia cái môn thể thao đó là môn bơi các em. Một tuần thì chúng ta nên bơi 3 lần, mỗi lần thì tầm 30 phút, những khởi động kỹ trước khi bơi. Và môn bơi là một trong những môn mà phát triển một cách toàn diện thể lực của các em, tăng về chiều cao, tăng khả năng hô hấp, tăng khả năng tuần hoàn, rất là tốt luôn.
Hoặc là những ai mà không có điều kiện, ví dụ không có hồ bơi, bể bơi, người lớn giám sát, thì chúng ta có thể là tập luyện cái môn đó là cái môn nhảy dây các em. Nhảy dây thì đối với ví dụ ngày thứ hai và ngày thứ ba thì chúng ta khởi động thật là kỹ này, từ 7 đến 10 phút. Và chúng ta nhảy dây là nhảy trong vòng 10 đến 15 phút. Và chúng ta nhảy bằng cách là hai chân chạm đất và nhảy với tốc độ chậm thôi, khoảng 60 lần trên một phút, là mỗi phút một lần cũng được. Hoặc là 120 lần trên một phút là 30 mỗi giây là một cái của nhau. Chúng ta tập khoảng 3 phút thì chúng ta nghỉ ngơi một phút, sau đó chúng ta tập 3 phút chúng ta nghỉ ngơi một phút, cứ như vậy. Và buổi chiều cũng tương tự như vậy. Sang đến cái ngày thứ ba và thứ tư á các em, thì chúng ta sẽ tăng cái tốc độ hơn một chút. Có nghĩa là chúng ta tăng tốc độ, ví dụ như là ngày thứ nhất và ngày thứ hai chúng ta chỉ nhảy khoảng 60 lần trên một phút, thì sang đến cái ngày thứ ba, thứ tư chúng ta có thể nhảy 80 hoặc là 90 lần trên một phút. Sau đó là chúng ta thả lỏng. Rồi sau sang đến cái những cái ngày sau, từ cái ngày thứ năm trở đi, thì chúng ta có thể nhảy dây theo hai kiểu, đó là nhảy hai chân chạm đất và nhảy một chân trước một chân sau, giống như chúng ta đang chạy. Và mỗi ngày thì chúng ta nên nhảy tầm 10 đến 15 phút. Chúng ta có thể tăng tốc độ lên. Mệt thì ví dụ như là 3 phút chúng ta nghỉ một lần hoặc 5 phút chúng ta nghỉ một lần. Thả lỏng cơ thể. Lúc đầu mới tập nhảy dây các em sẽ rất là căng cơ, phần bắp chân sẽ rất là đau. Chúng ta thường xuyên ngâm nước ấm thư giãn thì sau một thời gian thì nó sẽ trở lại bình thường. Các bạn hãy xây dựng một cái thời gian biểu tập thể dục thể thao cho bản thân nha. Nhớ khoe với cô ở trên cái kênh thầy Quang cũng được này. Chúng ta tìm hiểu cái nội dung cuối cùng của phần này, đó là các cái bệnh và tật liên quan đến hệ vận động và cái cách phòng tránh. Thì ở đây cô có lập ra một cái bảng thống kê lại những cái bệnh và tật liên quan đến cái hệ tuần hoàn và cái cách để mà chúng ta phòng tránh. Ví dụ như là bệnh loãng xương các em, là do cơ thể thiếu canxi và thiếu cả vitamin D. Ví dụ như là canxi là một trong những cái nguyên tố mà cơ thể chúng ta chỉ hấp thu được khi mà có mặt của vitamin D. Mà vitamin D á, thì trong cái thức ăn mà chúng ta ăn uống hàng ngày chỉ cung cấp cho chúng ta khoảng 10% thôi. 90% còn lại là chúng ta tự tổng hợp được dưới ánh nắng mặt trời vào buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều mát, thì da chúng ta tự tổng hợp được vitamin D. Và khi có vitamin D thì khi chúng ta ăn thức ăn nước uống có chứa canxi thì chúng ta sẽ hấp thụ được. Còn nếu bình thường chúng ta ăn thức ăn nước uống bổ sung canxi mà không có vitamin D thì chúng ta cũng không hấp thụ được canxi, nó sẽ bị thải ra ngoài hết. Cho nên là chúng ta phải cái bệnh loãng xương này là cái mật độ xương nó ít các em. Các cái mật độ các tế bào xương nó ít, cho nên nó loãng xương dễ gãy yếu. Cho nên là chúng ta phải bổ sung cái phần canxi và vitamin D này vào. Hoặc là có thể là do tuổi cao nè, hoặc là do thay đổi hormone. Cho nên là chúng ta phải duy trì một cái chế độ ăn uống đủ chất, cân đối, bổ sung thêm nhiều vitamin và khoáng chất. Và đặc biệt là nên phơi nắng, tắm nắng vào buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều mát. Bệnh thứ hai đó là bong gân, trật khớp hoặc là gãy xương. Chủ yếu là do quá trình chúng ta tham gia thể dục, thể thao hoặc là tham gia di chuyển ở trên đường, hoặc là những cái tai nạn trong sinh hoạt ngày, bê vác vật nặng quá sức hoặc là sai tư thế. Cho nên là chúng ta nên là khởi động kỹ trước khi tham gia thể dục thể thao, rèn luyện cái hệ vận động đúng cách đấy. Đi cái tư thế đi đứng ngồi là phải đúng. Đặc biệt là bê hoặc là vác những cái vật nặng á, thì chỉ nên vác vừa sức thôi, cầm nắm thì đều cả hai bên. Tiếp theo đó là cái bệnh viêm cơ. Viêm cơ là do nhiễm khuẩn khi mà bị tổn thương ở trên da, hoặc là dụng cụ tiêm truyền châm cứu phẫu thuật mà nó không đảm bảo, thì cái phần cơ đó nó sẽ bị các tế bào vi khuẩn nó xâm nhập vào làm sưng viêm cơ lên. Hoặc là viêm khớp là do nhiễm khuẩn, nhưng mà không phải nhiễm khuẩn tại khớp mà là nhiễm khuẩn tại cơ, mà là bây giờ nhiễm khuẩn này là diễn ra tại khớp. Hoặc là rối loạn quá trình chuyển hóa, ví dụ như trong thời kỳ của các em là lứa tuổi từ 10 đến 14 này, trong quá trình dậy thì chúng ta sẽ cao một cách vượt trội lên,
dễ bị rối loạn quá trình chuyển hóa, dẫn tới là viêm viêm khớp đau nhức, hoặc là tình trạng chúng ta bị thừa cân. Khi mà chúng ta bị thừa cân thì cái cân nặng của chúng ta sẽ đè lên các cái khớp, gây ra tình trạng là viêm viêm khớp, thừa cân béo phì này các em. Một cái bệnh tiếp theo nữa đó là còi xương, mềm xương hoặc là cong vẹo cột sống. Còi xương là do thiếu gì? Canxi và vitamin D, rối loạn chuyển hóa vitamin D này, hoặc là do những cái hoạt động sai tư thế, nằm không đúng tư thế khi ngủ này. Cái hiện tượng cong vẹo cột sống này chủ yếu xảy ra là do cái người lao động là mang vác không có đều hai bên, làm sai tư thế, hoặc là do lứa tuổi học sinh của các em ngồi không đúng tư thế, ngồi không có thẳng mà hay chúng ta hay khom xuống hay cong, bỏ chân đồ lên bàn sai tư thế trong một thời gian dài thì dẫn tới là cột sống chúng ta bị cong vẹo. Cho nên là để mà khắc phục những cái bệnh này á, thì cái điều quan trọng đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là duy trì một cái chế độ ăn uống đủ chất, cân đối, bổ sung vitamin và khoáng chất thiết yếu, đặc biệt là ở giai đoạn là trẻ đang phát triển như các em, hoặc là giai đoạn tuổi già. Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, lao động vừa sức, phải tắm nắng vào buổi sáng sớm trước 8 giờ hoặc là buổi chiều mát tầm 5 giờ. Các cái động thái của chúng ta như đi, đứng, ngồi là phải đúng tư thế, điều chỉnh cái cân nặng của chúng ta ở mức độ phù hợp. Chúng ta quá ốm hoặc là quá mập thì đều là gây ảnh hưởng tới cái sự phát triển của xương khớp, và tránh những cái thói quen ảnh hưởng không tốt đến cái hệ vận động của chúng ta, ví dụ như là mang vác không đều này, hoặc là ngồi học bị cong vẹo cột sống này, vân vân. Trong cái bài này nó có một cái phần nữa mà chắc chắn là giáo viên sẽ cho chúng ta thực hành ở trước lớp, đó là cái phần thực hành sơ cứu băng bó cho người mà bị gãy xương. Ví dụ trong quá trình chúng ta học thể dục, tham gia thể dục thể thao, hoặc lên đi ngoài đường gặp cái tai nạn mà gặp những cái người bị gãy xương, thì cái cơ sở lý thuyết đầu tiên là khi mà xương nó gãy thì nó sẽ gây sưng, đau nhức, khó hoặc là không cử động được. Cho nên là chúng ta phải nắn cái thẳng cái trục xương và cố định, mà càng tốt thì xương nó sẽ liền lại một cách nhanh hơn, do các tế bào xương nó có khả năng là phân chia nhanh. Về các cái bước tiến hành thì giáo viên sẽ cho chúng ta làm ở trên lớp. Chúng ta có thể chuẩn bị cái nẹp và các em bằng những cái miếng gỗ hoặc là những thanh tre đã được bào cho nó nhẵn ra rồi, có chiều dài phù hợp, thường là từ 30, 20, 30, 40 cm. Bông này, băng này, dây buộc này có thể là bằng vải, dây y tế hoặc là quần áo sạch cũng được. Nếu mà bị gãy xương á, thì chúng ta nên cố định cái xương gãy trước. Ví dụ như chúng ta đi trên đường hoặc là tham gia thể dục thể thao trong trường mà thấy một bạn té mà có dấu hiệu gãy xương thì tuyệt đối không được sốc bạn dậy. Chúng ta sẽ đặt bạn nằm im ở vị trí đó, sau đó là chọn hai cái nẹp. Nẹp lúc này là chúng ta có thể là xung quanh có cái gì làm nẹp được mà không có bằng, không có gây tác động đến cái phần mềm thì chúng ta sử dụng thôi. Chúng ta đặt nẹp dọc theo cái xương này các em. Đấy, đặt dọc theo cái xương, trên, dưới hoặc là hai bên. Trên này, dưới hoặc là đặt dọc theo hai bên này cũng được. Sau đó chúng ta nên lót cái vải ở bên trong để cho nó mềm, hoặc là những cái đầu nẹp nó khỏi cắn vào ở bên trong phần thịt của chúng ta, phần da của chúng ta, rồi dùng băng để mà chúng ta quấn cho nó chặt lại để giữ cố định, không có quá chặt cũng không quá lỏng, có nghĩa là giữ được cái cố định là được. Rồi bước thứ hai là chúng ta sẽ đưa đến cái cơ sở y tế gần nhất. Bây giờ đánh giá cái phần này này. Cái câu thứ nhất đó là nêu ý nghĩa của mỗi việc làm ở các cái bước tiến hành khi mà sơ cứu và băng bó cho người gãy xương. Thì cái việc làm đầu tiên đó là gì? Đặt nẹp cố định xương trước. Như vậy là đặt hai cái nẹp dọc bên cái xương, theo cái xương bị gãy, thì nó sẽ tạo cái khung cố định xương gãy là cái thứ nhất, để cho cái phần xương nó không có đâm hoặc là chọt vào cái phần cơ xung quanh gây chảy máu ở phía bên trong. Thứ hai đó là chúng ta lót băng, gạc, vải hoặc là quần áo sạch ở đầu nẹp và chỗ sát thương để làm gì? Để thứ nhất là giúp cầm máu, thứ hai là tránh cái nẹp nó va vào cái da chúng ta gây khó chịu, gây tổn thương cho cái người bị thương. Thứ ba đó là buộc cố định phía trên, phía dưới của vị trí mà bị gãy, thì đương nhiên là tránh cho cái việc là cái trục xương nó bị lệch đi, gây tổn thương cái phần mềm.
dùng băng hoặc là dây vải sạch quấn ở quanh cái nẹp để là cố định chắc chắn cái nẹp, giúp cho cái bất động cái ổ mà đã bị gãy không có xê dịch dựng nữa. Cái bước thứ hai đó là chúng ta cố định xương. Thì cố định xương là sẽ tùy theo cái tư thế gãy xương, thì nó sẽ tạo điều kiện cho cái xương và cơ ở xương cơ ở cái tư thế là thoải mái nhất, và đưa cái bước cuối cùng là đưa ngay cái người bị thương này đến cơ sở y tế gần nhất, thì sẽ giúp cho các bác sĩ và nhân viên y tế kiểm tra chữa trị một cách kịp thời, đảm bảo cái khả năng phục hồi là cao nhất. Về cái nhận xét sản phẩm băng bó của em và các bạn thì các bạn sẽ làm trên lớp và giáo viên sẽ nhận xét. Còn khi mà chúng ta bị gãy xương rồi á, thì làm thế nào để thúc đẩy nhanh cái quá trình liền xương, thì đương nhiên thứ nhất là chúng ta sẽ tuân thủ đúng theo cái phác đồ điều trị của bác sĩ. Bác sĩ cho uống thuốc vào thời gian nào, luyện tập như thế nào là chúng ta còn phải theo y như vậy. Thứ hai là chúng ta nên bổ sung thêm một số loại thực phẩm có giàu canxi, magie và kẽm, ví dụ như các cái loại rau có màu xanh đậm như là súp lơ, rau cải có màu xanh đậm đúng không em, rau muống thì không được ăn trong cái quá trình này, có thể là dẫn tới là bị cái vết thương nó ở bên trong. Và bổ sung nhiều thực phẩm đạm có nguồn gốc từ biển, ví dụ như cá biển các em, thì nó có chứa rất là nhiều magie và kẽm trong đó, giúp cho vết thương nó nhanh phục hồi. Và tránh cái tình trạng là uống rượu, bia, trà đặc, chất kích thích, hạn chế sử dụng những cái đồ chiên xào, đồ ngọt, có thể là làm cho cái vết thương nó bị sưng tấy, vân vân. Thì bài học ngày hôm nay kết thúc ở đây. Chúc các em học tốt, chỗ nào còn thắc mắc thì các bạn cứ comment phía dưới, cô sẽ giải đáp cho các em nhé. Rồi, xin chào các em ủng hộ cái kênh